khai trừ đảng 4 cựu cán bộ lãnh đạo Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến các vụ án lớn. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức Đảng trình bày, Ban Bí thư nhận định Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Tổ chức Đảng này chậm sửa đổi, ban hành quy chế làm việc có nội dung trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, dẫn đến người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty của người nhà, người thân hưởng lợi trái quy định. Tập thể Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vi phạm quy chế làm việc của Thành ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số sở ngành, cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Về trách nhiệm cá nhân, Ban Bí thư cho rằng ông Nguyễn Văn Tứ trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm của Đảng ủy Sở Kế hoạch Đầu tư từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. Ông Tứ đã vi phạm quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy cơ quan và của Sở Kế hoạch Đầu tư, làm trái quy định về đấu thầu, nhận tiền biếu của nhà thầu, thiếu kiểm tra, giám sát để các nhà thầu liên quan vi phạm luật đấu thầu. Ông Nguyễn Thành Tài trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2011 phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án, việc quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất và chấp nhận giao đất, cho thuê đất trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Vĩnh Tuyến trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật, tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Trọng Tuấn trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ lãnh đạo nêu trên, theo Ban Bí thư là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân các cán bộ này, gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cảnh cáo. Với cá nhân các cán bộ, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, hai cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và Trần Vĩnh Tuyến, cựu Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn, Ban Bí thư áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.